Chào mừng các em đến với chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm. Trong bài giảng hôm nay, xin dẫn các em tới lớp 8 sẽ kết nối chi thức của cuộc sống. Chúng sẽ xem bài giảng Hề Liêm cam khai dễ hiểu. Các em xem bấm nút thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 12 hình bình hành. Hôm nay mình sẽ học tiết số 4. Như vậy là hôm trước mình học tiết 1, 2, 3 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, 2, 3 thì các em có thể vào kênh Hề Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 8 kết nối chi thức các em xem. Và hôm nay mình học tiết số 4. Mình sẽ làm tiếp bài tập 3.17. Cho hình bình hành ABCD, EF lần lượt là trung điểm của AB và CD, chứng minh rằng câu A mình sẽ chứng minh là tứ giác AED FD AECF là hình bình hành. Như giờ trước hết các em sẽ vẽ hình bình hành ABCD. E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Bây giờ mình sẽ chứng minh là AEFD AEFD là hình bình hành trước. Như mình sẽ quan sát thì mình có là AE sẽ song song với DF vì sao? Vì AB song song với lại CD. Giờ tiếp theo mình sẽ có là AE sẽ bằng DF vì sao? Vì AB bằng CD và EF lần lượt trung điểm của AP và CD, đúng không? Như vậy mình sẽ làm câu A trước nhé. Tứ giác AE FD có gì? Có AE song song với DF. AE song song với DF vì sao? Vì AP song song với là CD, đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có AE sẽ bằng DF. Vì sao? Vì AB bằng CD và EF lần lượt là trung điểm ABCD. Đúng này. AB bằng CD, EF là trung điểm. Như vậy là hai cái đoạn nhỏ này cũng bằng nhau. Giờ như giờ trong tứ giác này mình có AE bằng DF, AE song song với DF. Như vậy mình kết luận đây là hình bình hành. Mình nhớ là hình bình hành sẽ có một cặp cạnh đối. Một tứ giác mà có một cặp cạnh đối song song bằng nhau, mình kết luận đó là một hình bình hành. Như mình kết luận là vậy. Tứ giác ABC, tứ giác AEFD là hình bình hành. Đúng rồi. Giờ tiếp theo mình sẽ chứng minh là AECF là hình bình hành luôn. AECF. Giờ mình sẽ nói EC là và nói AF là để được tứ giác AECF. Như vậy mình xem tứ giác AECF có tứ giác AECF có gì? Có AE sẽ song song với FC. AE song song với FC vì sao? Vì AP song song với lại CD. Giờ tiếp theo mình sẽ có AE sẽ bằng FC. AE sẽ bằng FC vì sao? Vì AB bằng CD và EF lần lượt là trung điểm của AB và CD, đúng không? Như vậy là tứ giác AECF có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau, thì mình kết luận đây tứ giác này sẽ là hình bình hành, đúng không? Vậy tứ giác
AECF là hình bình hạnh. Giờ như vậy mình xong câu em mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B người ta kêu mình chứng minh là EF sẽ bằng AD. Như mình có là AEFD sẽ là hình bình hạnh nên mình suy ra là EF sẽ bằng AD trường này. Như vậy ta có tứ giác là hình bình hạnh, AFD là hình bình hạnh. Mình vừa mới chứng minh xong đúng này. CG là EF sẽ bằng AD. Đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ chứng minh là AF bằng EC. AF bằng EC khi mình có là AECF là hình bình hạnh nên suy ra là AF sẽ bằng EC đúng không? Như vậy tứ giác AECF là hình bình hạnh CF AF sẽ bằng EC. Giờ như là mình xong cái 3.17. 3.17 các em hiểu bài, các em xem không thích video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu 3.18. GO là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hạnh ABCD. Một đường thẳng đi qua điểm O cắt lần lượt AB và CD của hình bình hạnh tại hai điểm M và N. Chứng minh là OAM sẽ bằng OCN. Từ đó suy ra tứ giác MPND là hình bình hạnh. Như vậy trước hết mình sẽ vẽ hình bình hạnh ABCD trước đó. Sau đó mình sẽ vẽ hai đường chéo AB và AC và BD cắt nhau tại O. Sau đó mình sẽ vẽ một đường thẳng đi qua O không trùng với lại AC và BD nha. Cắt AB tại một điểm chính là điểm M, cắt CD tại điểm N. Đúng nè. Bây giờ mình sẽ chứng minh hai tam giác là OAM sẽ bằng OCN. Như vậy là góc này mình sẽ đặt là góc O1, góc này là mình đặt là góc O2, đây là hai góc đối định sẽ bằng nhau. Đúng nè. Giờ mình sẽ có cái gì? Sẽ hai tam giác này mình có gì? Có O1 bằng O2, đây là hai góc đối định. OA sẽ bằng OC vì O là trung điểm của đường chéo đúng không? Giờ tiếp theo mình sẽ có hai góc nữa là A1 và C1. Đây là hai góc solid chập đúng không? Nhưng mình sẽ có góc A1. Bằng góc C1. Đây là hai góc solid chập. Như vậy mình kết luận hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp là góc cạnh góc đúng này. Giờ bây giờ xét hai tam giác OAM và OCN có. Giờ xét tam giác OAM và OCN có.
Giờ bây giờ mình xếp hai tầm gì? Hai tầm gì? O A M và O C M có. Giờ có gì? Như vậy hai tam giác này mình sẽ có là O1 bằng O2, hai góc đối đặt. Đây là hai góc đối đặt. Giờ tiếp theo mình sẽ có là OE bằng OC. Vì sao? Vì đây là O là giao điểm của hai đường chéo. Đúng này. Nên O sẽ là trung điểm của hai đường chéo. Ở đây các em đã giả thiết là giờ tiếp theo mình có góc A1 sẽ bằng góc C1. Đây là hai góc đối định. Hai góc sao là chập. Đúng này. A1 bằng C1. Sao là chồng. Giờ như mình kết luận hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc C. Hai tam giác này sẽ bằng nhau. Theo trường hợp góc cạnh góc. Giờ hai tam giác bằng nhau thì mình suy ra được là AM sẽ bằng AM bằng NC. AM sẽ bằng NC, đúng này. Giờ bây giờ mình sẽ suy ra tứ giác MBND là hình bình thành. Như vậy là MB N, mình sẽ nói B với lại L. B với L. M, P, N, D. Giờ nói M với D là luôn. Đúng này. Như vậy mình sẽ xét tứ giác M, P, N, D. Thì mình thấy là có MB song song với lại ND. Vì sao? Vì AB song song với CD. Giờ mình xét tứ giác MBNC có MBNC có MBND có gì? MB song song với lại ND. Vì sao? Vậy AB song song với lại CD. Giờ tiếp cơ heo thì mình có là MB sẽ bằng AB trừ AM, đúng không? Còn ND sẽ bằng CD trừ cho NC, đúng không? Như mình sẽ có là MB sẽ bằng AB trừ cho AM. MB sẽ bằng AB trừ cho AM. Tiếp theo mình sẽ có là ND sẽ bằng CD trừ cho CM.
mà mình sẽ có là AB sẽ bằng CD, AM sẽ bằng NC, NC hay CN cũng đều được nha. Ở đây mình để NC đi cho giống với chưa, như cái này bằng cái này, cái này bằng cái này, C ra cái này cũng bằng cái này, đúng không? Như ở đây mình C là mẹ đi. Mà AP bằng CD và AM bằng NC, nên mình kết luận là MB sẽ bằng ND. Giờ như vậy mình sẽ có tứ giác này có MB song song với ND, MB cũng bằng ND, đúng không? Như ở đây mình sẽ để đánh số 1, đây đánh số 2, từ 1 và 2 xì ra. MPND là hình bậc hạch. Đúng này. Giờ như là mình xong câu 3.18 nha. 3.18 kem hiệu bài, kem sống, hết video phải biết kem hiệu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hiệu giảng dễ hiểu bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem, và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.